Ok thầy. À chào tí thầy. À, xin cảm ơn chị Tiết Thạnh. À, chị Tiết Thạnh là người like đầu tiên cho livestream của chúng ta nha các bạn. Sẽ là màn chạm trán vô cùng kịch tính trong khuôn khổ giải bóng đá kết nối đam mê năm 2023. Vòng đấu này được diễn ra tại sân cỏ nhân tạo Lâm Tuấn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Điều khiển trận đấu hôm nay chính là thầy Thế Phương. Ở trong hiệp đấu thứ nhất thì đại lý Bia Di Phú đội bóng của anh đại ca Hùng Trẻ Lớn sẽ thi đấu trong trang phục sắc trắng hồng và bảo vệ khung thành bên phía tay phải nha các bạn. Thầy Thế Phương đã cho hiệp đấu thứ nhất được bắt đầu. Về phía các cầu thủ đội khách, đó là HTB John Football Club sẽ thi đấu cho trang phục sắc đỏ và trắng giữ khung thành bên phía tay trái theo hướng nhìn của quý vị các bạn. Thời tiết trên sân cỏ nhân tạo Lâm Tuấn buổi tối đêm nay cực kỳ mát mẻ các bạn ơi. Đây sẽ là một điều kiện vô cùng lý tưởng cho mấy anh em của chúng ta sau một ngày làm việc vất vả rồi các bạn. Đại lý Bia Di Phú dưới sự dẫn dắt của anh Hùng Trẻ Lớn sẽ mang đến trận đấu với những con người, đó là số 3 anh Tuấn Lucas, anh Tuấn gì Lakaka các bạn, số 12, số 31 anh Tuấn Tuấn Anh Lakaka, số 12 anh Long Ly, số 32 đội trưởng anh Hùng Trẻ Lớn, số 27 anh Hoàng Long, số 21 anh Cu Sệ, số 24 anh Hấn Nghiêu, số 7 anh Phát Ngáo. Vâng, cái tên độc đáo các bạn, cùng với thủ thành số 22 đó là anh Hiệp Phò Mã. Quá ghê luôn. Về phía đối thủ HTB John sẽ mang đến trận đấu của chúng ta với đền số 22 thủ thành anh Minh Đạt, số 7 anh Nam Nguyên, Nam Nguyễn các bạn, số 15 anh An Mập, số 8 anh Tiến Nguyễn, số 28 anh Khoa Em, số 20 anh Sĩ Nguyễn, cùng với số 21 đó là anh Linh Nguyễn. Nếu như bình luận viên có đọc chưa chính xác tên của hai đội bóng, chúng ta có thể đến bình luận viên cập nhật lại nha mấy anh em. Cũng cú đá đầu tiên đã thuộc về các thủ đội khách các bạn. Xin chào em Lê Sĩ Hào Hà Bụng nha. Xin cảm ơn anh Nguyễn Duy Khoa. Phá bóng lên dành cho thủ thành của đội chủ nhà, anh Hùng Trẻ Lớn. Anh Hùng Trẻ Lớn không chỉ là ông bầu mà còn là trụ cột của đội bóng đó các bạn. Cú đá tiếp theo đây là pha dứt điểm thứ hai đến từ đoàn quân HTB John. Người vừa tung ra pha dứt điểm đó là anh Nam, chỉ số áo số 7. Tuy nhiên thì cả hai cú dứt điểm đều đi hay mạnh. Tình huống phá bóng dứt khoát đến từ hậu vệ phía HTB John đó là anh Linh, số một chỉ số áo số 21. Trước trận đấu này thì đoàn quân của anh Hùng cũng đã có một giải đấu tứ hùng tranh Super Cup. Trận đấu giải đấu được diễn ra tại sân Bình Sport, thành phố Mỹ Tho các bạn. Tuy nhiên thì đoàn quân của anh đại lý xin lỗi, đại lý Bia Di Phú cũng đã giành chiếc cúp vô địch ở giải đấu lần đó vừa rồi.
Đường truyền dành cho người đồng đội mang áo số 23 đó là anh Minh Hải, còn có biệt danh là anh Bé Học Lưu. Vậy là cũng hao hụt lực nhiều lắm nha anh Hải. Anh Hùng Chợ Lớn, anh Minh Hải cũng thường xuyên có những trận thi đấu trong màu áo của đoàn quân xứ Dừa Bến Tre nha các bạn. Ở giải đấu gần nhất thì anh Minh Hải đã thi đấu ở giải bóng đá S7 Tứ Hùng trên cúp An Minion. Đường truyền hơi mạnh của anh Hải, chỉ số mà áo số 23. Anh Minh Hải là một trong những mẫu cầu thủ thi đấu rất là fair play luôn các bạn, không đặt nặng quá việc thắng thua trong các trận đấu mà cầu thủ này tham gia. Tỷ số vẫn đang là 0-0. Cuộc chạm trán giữa đại lý BG Phú cùng với HTB John Football Club. Trận đấu đang được phát trực tiếp trên nền tảng Facebook truyền thông thể thao Gold Media. Cơ hội anh Hải chuyền đi, anh Hải ơi, góc xúc vừa rồi là quá hẹp rồi. Tuy nhiên thì cú dứt điểm của chân bằng chân trái của anh Hải cũng khiến cho hàng phòng ngự phía đội bạn cũng hơi vất vả các bạn. Xin cảm ơn anh Đặng Nhật Hào, anh Huỳnh Quốc Cường. Sân Lâm Tuấn là một trong những sân bóng có view đẹp hàng đầu của thành phố Mỹ Tho nha các bạn. Bình luận viên tuy ở Bến Tre nhưng mà tác nghiệp thường xuyên tại quê hương Tiền Giang, đặc biệt là thành phố Mỹ Tho kể từ ngày đầu chập chững cho tới bây giờ. Một sự thay đổi ở vị trí thủ môn đến từ đội chủ nhà. Gia Huy là người vào chấn giữ khung thành các bạn, xin cảm ơn mấy anh em đại lý BG Phú. Có lẽ Gia Huy vào sân sẽ là bước ngoặt của trận đấu. Ekip Gò Mèo của chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến chủ sân cỏ nhân tạo Lâm Tuấn, thành phố Mỹ Tho. Đó là chú Lâm cùng với chị quản lý là chị Linh xinh đẹp. Chị Linh cùng với chú Lâm đã luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ekip của chúng em mỗi lần có cơ hội tác nghiệp tại sân. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến chú Lâm và chị Linh rất là nhiều. Thế trận vẫn đang khá cân bằng sau khi để cho HTB Giòn có được hai cú dứt điểm đến từ anh Linh cùng với anh Nam. Thì anh Minh Hải đã có một pha đột phá và dứt điểm bằng chuyền trái. Tuy nhiên cả ba cú dứt điểm đều chưa có độ chính xác đảm bảo các bạn. Anh Minh Hải, bóng đá về chân khá nguy hiểm, không vào. Gia Huy vừa cú đá tiếp theo không trúng trái bóng các bạn. Gia Huy vừa mới rung vào sân hai ba cú dứt điểm liên tiếp nhưng chưa thể vượt qua được hàng phòng ngự với số đông. Tình huống tiếp theo, hai cơ tình huống chọn vị trí chính xác đến từ thủ thành Gia Huy. Có lẽ Gia Huy là thủ thành số 1 của đại lý BG Phú nhưng mà Gia Huy đã chưa thể góp mặt đúng giờ. Sau khi hiệp đấu được trôi qua ít phút thì Gia Huy mới vào sân nha các bạn. Gia Huy cũng đang có một phong độ cực kỳ ổn định với hai pha cản phá vừa rồi trước các cú dứt điểm của HTB John FC. Bóng đá về chân của đội quân áo đỏ. Cơ hội dành cho đội chủ nhà. Đây là anh Minh Thiện. Anh Thiện phối hợp. Anh Duy Anh. Cú đá của anh Duy Anh. Bóng đá bật ra. Cú đá tiếp theo. Hàng phòng đội áo đỏ đã kịp thời bọc lót các bạn. Tuy nhiên thì thủ môn của HTB John đó là anh Minh Đạt cũng không hề thua kém so với Gia Huy. Hai tình huống cản phá liên tiếp luôn các bạn ơi. Trận đấu này sẽ hứa hẹn là một trong những trận cầu hấp dẫn của vòng đấu tháng 7 năm 2023. Với sự góp mặt của đại lý BG Phú, đội bóng của anh Hùng Cho Lớn cùng với HTB John, đội bóng của anh Minh Đạt cùng với anh Nam Nguyễn. Trong danh sách đăng ký thi đấu của đội chủ nhà, phía đại lý BG Phú còn có tên như là anh Minh Lộc, anh Hậu Tony, anh Hiệp Phò Mã. Vẫn chưa được tung vào sân các bạn. Cú đá! Đây là tình huống dứt điểm thứ ba. Tuy nhiên thì với một khung thành trống nhưng mà pha dứt điểm bằng chân phải của chân sút
đến từ đội khách vẫn chưa có độ chính xác cao. Nếu như mà nắng nót hơn thì có lẽ sẽ là bàn thắng mở tỷ số các bạn. Người vừa tung ra pha dứt điểm đó là anh Khoa Em. Tỷ số áo số 28. Anh Minh Thiện đã cho rằng sẽ có một quả đá phạt dành cho mình, nhưng mà thầy Thế Phương đã giữ nguyên quyết định các bạn. Chúng ta phải tôn trọng tất cả các quyết định của chỗ tổ trọng tài nha các bạn. Điều đó mới thể hiện được tính chuyên nghiệp của mình. Phóng lên dành cho Gia Huy. Gia Huy cùng với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến là Minh Đạt đều đã có được hai cơ hội trổ tài. Chuyền xa để Gia Huy ơi. Những đường chuyền bóng bổng sẽ không tạo điều kiện thuận lợi cho mấy anh em ở tuyến trên đâu. Mới vừa bắt bóng là người ta ập vô rồi. Lấy gì mà đá được. Đã có những lời nhắc nhở đến từ anh Hùng Chợ Lớn. À xin lỗi các bạn nha, anh Hùng Chợ Lớn là đội trưởng thôi, còn ông bầu của BG Phú là có một cái tên khác, nhưng mà không để tên, chỉ để tên ông bầu BG Phú thôi. Không vào, quá đáng tiếc cho đội chủ nhà. Người vừa chuyển quá bàn thắng thành cơ hội đó là chân sút mang áo số 31, anh Tấn Anh Lakaku. Đúng như cái tên của anh ấy luôn rồi các bạn ơi. Nếu như mà anh đặt lòng chính xác hơn thì có lẽ sẽ là bàn thắng mở tỷ số. Quả đá biên dành cho anh Khoa Em. Cú đá của người em trai được Khoa Anh. Anh Khoa Em sẽ mang về quả đá vào góc, bóng đã trúng vào một chiếc áo trắng. Anh Hùng liên tiếp có những lời nhắc nhở, điều đó là rất cần thiết các bạn. Xin chào anh Candy Lou đến từ thành phố Mỹ Tho. Xin chào anh Quang Huy, anh Trọng Lê, anh Trần Hoàng Thái. Xin cảm ơn chị Khánh An, chị Diễm Hằng, chị Thiên Di đã chia sẻ cho live stream của chúng ta. Đường treo bóng hơi sâu rồi mấy bạn ơi. Anh Khánh An, chị Khánh An cổ vũ cho cầu thủ mang áo số 9 mà không biết của đội nào. À xin lỗi, của bên HTB Giòn. Xin cảm ơn anh Khánh An. Có lẽ là bà xã của anh An đang dùng Facebook của anh ấy. Anh Khánh An mang áo số 9 phía HTB Giòn đồng áo đỏ các bạn. À Di Anh trở về tiến 2. Đây mới là Di Anh vào. Di Anh đã cho thấy được giá trị của mình với bàn thắng mở tài khoản. Bàn thắng ở trong trận đấu này rồi các bạn. 1-0 dành cho đại lý bia Di Phú. Di Anh là người ghi bàn. Chúng ta cùng xem lại một pha dứt điểm của em Hóc bằng chân phải. Sau bàn thắng này thì thế trận sẽ cởi mở hơn. Lập tức thì HTB Yon đã có câu trả lời. HTB Yon chính là đội bóng có cơ hội sớm hơn nha các bạn. Hai cú dứt điểm đến từ anh Linh cùng với anh Khoa Em. Anh Hùng. Anh Hùng phải chuyền sớm hơn nữa anh Hùng ơi. Anh Thiện. Một pha chuyển cánh nguy hiểm anh Hải. Với việc đã bé học lâu quá nhiều, anh Hải đang có phần suy giảm về thế lực ở mùa giải năm nay nha anh Hải. Anh Hải phải cần đối sức trở lại anh Hải ơi. Pha bóng lên dành cho các cầu thủ đến từ phía đội khách. Tỉnh lại đi HTB Giòn. Mấy anh em chính là người có cơ hội sớm hơn, nhưng mà mình không tận dụng tốt thì đối thủ sẽ thay chúng ta làm điều đó thôi mấy anh em. Đó là một chuyện quá bình thường ở trong môn túc cầu, môn thể thao vua của thế giới. Cơ hội dành cho đoàn quân áo đỏ. Tuy nhiên thì với lực lượng như thế này, bình luận viên cũng tin rằng HTB Yon sẽ không mất nhiều thời gian để tìm kiếm được bàn thắng các bàn tỷ số đó các bạn. Rất hay, một pha sau kiếm, đưa bóng. Bóng đã, đây. Anh Thiện nhìn đi anh Thiện. Anh Thiện quan sát mà anh Thiện truyền mạnh như vậy làm sao anh Hải gương được đây. Anh Hải đã bị mấy em Miner chăm sóc rất là kỹ lưỡng những ngày vừa qua rồi. Anh Thiện ơi,
Nếu như mà đường truyền vừa tầm với đà di chuyển của anh Hải thì có lẽ sẽ là bàn thắng ở một góc sút gần như vậy. Vẫn còn đường truyền của anh An, anh Khánh An. Cú đá tiếp theo đến từ anh Khoa Em. Khoa Em đã có hơn 2 cú dứt điểm ở trong trận đấu thứ nhất đây các bạn, đặc biệt là hiệp đấu thứ nhất. Tuy nhiên thì cảm giác bóng của anh Khoa Em vẫn chưa thật sự tốt nhất các bạn. Một tình huống phát bóng chưa đủ lực. Cú đá tiếp theo quá mạnh các bạn, có lẽ phải dời khung thành cao hơn khoảng 2-3 mét nữa mấy anh em ở bên HTB Zone mới có bàn thắng được. Đá cao quá. Đó là bề chân của đội chủ nhà. Anh Tuấn Anh chuyền sớm đi anh Tuấn Anh. Anh Hùng, anh Hùng có khả năng đọc tình huống rất là tốt các bạn. Vẫn còn anh Minh Lộc phối hợp cùng với anh Minh Hải. Anh Minh Hải làm mất bóng rồi, ngoặt vào trong có không vào, bóng nó trúng vào xà ngang khung thành của Gia Huy. Vị thần may mắn đã mỉm cười với Gia Huy. Tuy nhiên thì Gia Huy đã rời khỏi vòng cấm địa các bạn ơi, sẽ là một chiếc thẻ vàng đến từ người thầy Thế Phương. Anh Gia Huy bị lắc chút xíu mấy bạn. Mấy anh em ở bên ngoài đang yêu cầu anh Gia Huy nên ra nghỉ chút xíu đi Huy, cho nó tỉnh lại. Huy bị lắc quá bên cao hả Huy. Tận dụng cơ hội tốt đi mấy anh em HTB Zone. Mấy anh em đã có nhiều cơ hội hơn và đặc biệt các cú dứt điểm về cầu môn khung thành của đội bạn. Tuy nhiên thì hiệu suất là không cao. Di Phú đại lý bia của chúng ta chỉ có khoảng 3 cơ hội đến từ anh Minh Hải cùng với anh Duy Anh là lập tức đã có bàn thắng rồi. Đứng trước quả đá phạt này sẽ là chiếc súc mang áo số 15 anh An Mập. Không được, anh An muốn cứa một pha kỹ thuật vào góc chữ A nhưng mà chữ A nó cao hơn một tí các bạn. Cái này nó thành chữ Á luôn rồi. Cách biệt đang là một bàn nghiêng về đoàn quân của anh Hùng Chợ Lớn cùng với ông bầu đại lý bia Di Phú. Người lập công ở trong hiệp đấu này đó là chiếc súc mang áo số 3 Duy Anh. Nguy hiểm. Một nỗ lực phá bóng mém tí nữa gây đau lòng cho thủ môn đội nhà. Thể hình của anh Minh Đạt rất là tốt các bạn. Anh Minh Đạt có một chiều cao không khác gì với mấy thủ môn chuyên nghiệp hết. Quả đá phạt góc. Cú đá của Duy Anh, bóng không thể vượt qua một rừng người áo đỏ. Một quả phóng lên thôi các bạn. Mặc dù đội chủ nhà đã cho rằng phải có một tình huống phạt góc chứ mấy anh em. Tuy nhiên thầy Thế Phương đã giữ nguyên quyết định. Cơ hội dành cho HTB Zone. Nhìn đi anh. Anh Thiện là người cắt bóng an toàn. Hình như anh Thiện cùng với anh Hùng đã bình luận viên đã gặp hai anh này ở tại sân cỏ nhân tạo Trung Chánh thành phố Mỹ Tho các bạn. Ở trận đấu đó thì hai anh thi đấu ở hai bên chiến tuyến và cũng đã có một bức hình ôm nhau thấm thiết đó các bạn. Hôm nay thì hai người anh em của chúng ta đã cùng sát cánh trong áo của đại lý BG Phú. Gia Huy lại một nửa băng ra. Gia Huy tuy không có một thể hình lý tưởng như là anh Minh Đạt nhưng mà bù lại có sự nhanh nhẹn và khả năng chọn vị trí rất là tuyệt vời. Những yếu tố quan trọng cho những người gác đền. Đây, nhìn đi anh. Đúng rồi, đây. Anh Minh Hải. Không vào, anh Minh Hải bây giờ xúc thấy yếu quá mấy anh em ơi. Bây giờ anh Minh Hải giống quẹt quẹt thôi. Anh Minh Hải có lẽ là đá sân 2 hay hơn sân 7. Không được, một pha tiếp bóng bằng chân phải của Duy Anh, cầu thủ đã mở tỷ số trong trận đấu này.
HTB Yon mặc dù đã có những sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nhưng mà khâu dứt điểm vẫn đang là vấn đề trên hàng công của đội khách. Đây lại là Duy Anh, sóng gió liên tiếp không vào, lại là một tình huống chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội đến từ Minh Lộc. Bóng dáng tiền hậu Lukaku vẫn đang ẩn hiện tại sân Lâm Tuấn các bạn ơi. Đường truyền của anh An Mập. Đội hình của HTB Yon có hai anh tên An, đó là anh Khánh An cùng với anh An Mập. Anh Đạt, một quả phát bóng sống của anh Đạt nhắm vào khung thành của đội bạn. Bình tĩnh lại đi, HTB Yon phải có những pha phối hợp mới mang lại hiệu quả được mấy anh em. Xin chào anh Lâm Trường. Vâng, có lẽ đây là chú Lâm rồi mấy bạn ơi. Chú Lâm, xin chào anh Nguyễn Thanh Phát. Anh Thanh Phát đã có lời nhắn là anh em Duy Phú FC cố lên nha anh em. Xin chào anh Lương Hoàng Trọng, anh Bùi Tôn Quyến. Anh Tôn Quyến đã có lời nhắn là Gia Quyên ngơ ngơ ngáo ngáo. Cơ hội và xử lý hay, nhưng mà cú dứt điểm vẫn còn thiếu độ chính xác nhiều lắm mấy anh em. Người vừa có pha xử lý đó là Thanh An. Không chỉ hai anh An mà tới ba anh An lận nha các bạn. Phía HTB Gió chưa được. Minh Lộc, Minh Lộc cũng mới vừa bỏ qua cơ hội nha Lộc ơi. Lần này thì anh Minh Đạt đã nhanh hơn. Duy Anh không những xuất sắc ở khâu dứt điểm mà khả năng phòng ngự của cầu thủ này cũng rất là tốt. Một tình huống thu hồi bóng tuyệt vời đến từ cầu thủ mang áo số 3. Ở bên ngoài sân, chị Linh xinh đẹp đang gây mất tập trung cho Bình Luân Viên bởi chỉ chiên trứng mấy bạn ơi. Mùi thơm bay làm cho Bình Luân Viên cũng hơi bị mất tập trung chút xíu. Chúng ta cùng tiếp tục với trận đấu này. Hiệp đấu thứ nhất đã trôi qua được 50% thời gian. Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đại lý Bia Chi Phú. Đội bóng của anh Hùng Chợ Lớn cùng với ông bầu đại lý Bia Chi Phú cùng với Minh Thiện đó các bạn. HTB Yon là đội đã chiếm thế chủ động và tạo ra nhiều cơ hội cùng với các cú dứt điểm hơn so với đại lý Bia Chi Phú. Minh Hải, mình nói rồi, anh Minh Hải bây giờ bị giảm sút về phong độ quá nhiều. Anh Minh Hải cần phải hạn chế việc chăm sóc mấy em minor lại nha anh Hải, để có một phong độ tốt hơn. Một tình huống phá bóng an toàn đến từ đội trung vệ của đội chủ nhà. Lại thế, tuy nhiên không có lỗi các bạn. Mấy anh em cần hạn chế những pha bóng và bóng quá liệt. Mấy anh em mình gà gà thôi, đâu có ập vô làm gì. Đá giao hữu mà. Ở đây Anh Minh Đạt lại một lần nữa chọn vị trí hay. Sĩ Anh Sĩ, đường chuyền của anh Sĩ đã bị bắt bài. Chuyền gần đi mấy anh em HTB Yon, mấy anh em chuyền khó không làm sao mà đá được. Anh Lộc khá hay, đã có lỗi rồi mấy anh em. Anh Duy Anh mặc dù có một pha bóng rất là kính nhưng mà trọng tài chính đứng gần với vị trí trong tình huống vừa rồi. Anh Trọng đã có lời nhắn là anh em HTB Yon Thuận Phong cố lên. Anh Lâm Trường đã có lời nhắn Gia Huy đang ăn hay thua vậy Bình Đăng Duyên. Anh Gia Huy đang gác một tái anh Lâm Trường ơi. Anh Phong nhỏ, đường truyền hay của anh Phong. Nỗ lực đưa bóng vào trong của đến từ anh Sĩ đã chưa thể vượt qua được chuyền sút của đội bạn. Cơ hội phản công, Minh Lộc ở trong nè anh Lộc ơi. Ở trong không có ai luôn Lộc. Anh Lộc tự xử đi. Solo cùng Boligo. Anh Lộc lại là tiền hậu Minh Lộc Lukaku. Anh Lộc đã có 3 cơ hội rất là ngon ăn, 10-10 luôn mấy bạn. Sự góp mặt của anh Lộc đang giúp cho đội bạn mạnh hơn. Vẫn còn anh An, anh Khánh An.
Hành lang cánh phải đang có sự phục vụ của anh Minh Thiện khá chắc chắn các bạn. Anh Minh Thiện có một thể hình phải nói là đầm người, rất là dày người luôn. Không hề dễ dàng vượt qua. Thể hình của anh là anh Thiện cùng với anh Hùng là hao hao với nhau. Mấy anh em cũng đam mê tattoo, cũng gần kính người rồi mấy bạn. Chắc là full lưng. Đội bóng được đường chuyền dài. Đây. Tỷ lệ kiểm soát bóng đang có phần nghiêng về đại lý BG Phú khi mà HTB John đã chưa tận dụng tốt các tình huống tấn công của mình. Anh Hải. Một đường chuyền của anh Hải đã bị bắt bài. Nếu như mà ở mùa giải năm ngoái anh Hải có thể bó vào trung lộ và dứt điểm, bây giờ thế lực đã không cho phép anh Hải nữa các bạn. Sự thay đổi người anh Khánh An, sự thay đổi người đến từ đội khách. Anh Khánh An đã được cho ra nghỉ, anh Tiến Nguyễn sẽ là người bào thay. Anh Nam cũng được cho ra nghỉ các bạn. Cú đánh đầu, một tình huống dứt điểm bằng đầu lại đi đúng vào vị trí của thủ thành Minh Đạt. Anh Đạt đứng cũng gần bích khung thành rồi mấy bạn ơi. Xin chào anh Nguyễn Thanh Phát nha, xin cảm ơn anh Thanh Phát rất là nhiều. Anh Thanh Phát đã có lời nhắn là Minh Lộc ghi bàn, anh tặng cho em một kết bia. Xin cảm ơn anh Thanh Phát, nhớ nhà anh Thanh Phát ơi. Anh Lộc mà có thùng bia nhớ chia với Bình Lân Duyên. Anh Hải. Anh Ken Nilo Tấn Liêm đã có lời nhắn là anh em xin đôi. Xin chào anh Kalukaku, đã có người đồng nghiệp của anh Kha. Anh Hải phối hợp, anh Duy Anh. Cú đá, bóng đã bật ra, anh làm một thùng bia. Một thùng bia đã chưa thể có rồi anh ơi. Xin cảm ơn chú Lâm, chủ sân cỏ nhân tạo Lâm Tướng rất nhiều. Chú Lâm là một trong những ông chủ rất là thân thiện của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nha các bạn. Đường chuyền hay, Duy Anh. Anh Duy Anh luôn có mặt ở những điểm nóng ở trong sân các bạn ơi. Chuyền xuất mã số 3 đang kiểm soát tốt khu vực giữa sân. Cầu thủ này công thủ khá toàn diện. Chính anh Duy Anh đã mang về bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu này. Trận đấu của chúng ta đang được phát trực tiếp. Anh Hùng trả lớn. Không hề có lỗi. Anh Thiện. Anh Hải. Anh Hải làm gì đây? Nhìn đi anh Hải. Đường chuyền hay của anh Hải. Vẫn chưa có một. Chưa có bia các bạn. Chưa có bia rồi. Thủ môn thể hình của anh Đạt phải nói là quá tốt. Anh Đạt mà đứng là không còn góc để xúc. Cơ hội. Anh Tiến. Anh Tiến đã bị phạm lỗi. Không có cần phải quá quyết liệt đâu mấy anh em. Từ từ. Anh Hải. Anh Hải chuyền mạnh quá anh Hải ơi. Phải có chiếc da dách mới dưới được chứ anh Hải. Tuy nhiên thì cũng sẽ mang về quả đá, quả ném biên. Anh Hải. Tuy không giữ được phong độ ổn định nhưng mà anh Hải có khả năng tung ra những đường chuyền quyết định nha các bạn. Nguy hiểm, bóng đã bật ra. Và cản phá của anh Minh Đạt. Nếu như anh Minh Đạt không xuất sắc là HTB John phải nhận nhiều hơn một bàn thua kể từ đầu trận cho tới bây giờ. Anh Minh Hải qua đá biên. Hàng phòng ngự áo đỏ đã kịp thời một lót. Anh Thiện. Anh Thiện tranh chấp cùng với anh Thanh An. Anh An đã vượt qua. Chuyền đi anh An. Anh An. Qua không vào. Vậy là đã xuất hiện thêm một tiền hậu Tiến Lukaku. Hết anh Lộc Lukaku, bây giờ tới anh Tiến nữa. Trận đấu của chúng ta đã không còn căng thẳng mà chuyển sang tấu hài. Đó là một điều cần thiết, cần phải thoải mái sau thời gian lao động mệt nhọc nguyên cả ngày rồi mấy anh em. Anh Hùng trả lớn. Đối thủ lớn nhất của Tài Nhất ở Sài Gòn đã về đầu quân cho đại lý BG Phú. Nhưng mà bây giờ anh Hùng đã có cơ hội, có cơ thể nặng hơn so với trong phim mấy bạn. Cũng đã nhiều năm rồi ha anh. Phim của anh sẽ bị cấm chiếu ha anh Hùng.
quả ném biên dành cho Đoàn Quân. Đã có sự thay đổi người đến từ đội chủ nhà, người được tung vào sân đó là chân sút mang áo số 24, anh Huấn Hấn Nghiêu. Anh Hải nhìn đi, anh Hải đảo chân mà xem giá bóng rồi các bạn. Bởi vì anh Hải đừng có đá sân hai nhiều, anh Hải ơi. Cú đá khá mạnh. Hồi nãy giờ anh Hải chỉ giả vờ thôi các bạn, đánh lừa đối thủ để cho đối thủ chủ quan. Chứ ở mùa giải trước là anh Hải hay bó vào giữa sân và tung ra cái cú dứt điểm chéo góc vô cùng hiểm hóc. Cách biệt đang là một bàn, cố lên đi HTB Giòn, không phải là mấy anh em không có cơ hội nha. Anh Hùng chuyện sớm đi, anh Hùng muốn có video tấu hài hay gì anh Hùng? Vẫn còn đường chuyền của Long Ly. Anh Hải có khả năng dứt điểm tốt bằng cả hai chân, tuy nhiên thì pha dứt điểm lần này đã khiến bóng đi quá mạnh. Xin cảm ơn anh Lâm Trường. Anh Tôn Quyến lại tiếp tục có lời nhắn, Gia Huy mày ra sân là đúng rồi, hết thời rồi Cốt ơi. Vâng, đá banh màn Cốt nãy giờ nó nói gì đâu không anh Huy. Xin cảm ơn anh Tôn Quyến nha. Cơ hội ở bên trong đây anh, đây yeah. Rồi đã có một thêm một Lukaku nữa. Mấy anh em không thành bự vậy mà mấy anh em canh đá ra ngoài không? Đó là anh Khánh An các bạn. Bà xã yêu dấu của anh An cũng đang theo dõi trận đấu này nha. Anh An chỉ có chia sẻ luôn rồi đó. Anh đừng có để làm mất mặt chị bà xã ở nhà. Anh Hùng không được. Đại lý Bùi Diệu Phú bây giờ cũng không có xu hướng tấn công mà chỉ chơi bóng chủ động áp sát khi Đoàn Quân áo đỏ triển khai bóng sang phần sân của mình. HTB Giang có lẽ bị xuống sức rồi các bạn, không thể duy trì được thế trận giống như là nửa đầu của hiệp đấu này. Cặp chung vậy anh Thiện cùng với anh Hùng thi đấu quá chắc chắn. Hai ảnh cũng có thể hình khắc rất là đầm người, dày người luôn đó các bạn. Không hề dễ dàng tranh chấp ở những tình huống tay đôi 5 năm. Cùng với hai chốt chặn cuối cùng. Bây giờ thì anh Thiện đã được cho ra nghỉ. Một tin vui dành cho HTB Giòn. Hồi nãy giờ anh Thiện đá là không xuống được bên biên bên trái luôn. Đây. Không được. Pha tiếp bước một chưa tốt của rapper Long Ly. Đợt này có đi thi gấp vậy không anh Long Ly? Anh Long Ly mà đi thi là về huấn luyện viên Andre Ryan được á. Đưa bóng. Đường chuyền vẫn là hơi mạnh các bạn. Nhưng đường chuyền cuối cùng của HTB Giòn vẫn thiếu đi một chút gì đó. Xin chào anh Long Lắc. Anh Long Lắc đã có lời nhắn là sân 7 gọng nhỉ, anh em chạy có mệt không? Anh Long Lắc đến từ Hà Nội các bạn. Xa dữ vậy anh Long. Vậy là trận đấu của chúng ta không chỉ ở miền Tây mà mọi miền của Tổ quốc đang theo dõi nha mấy anh em. Mấy anh em thi đấu đàng hoàng đi. Xin chào anh Châu Nguyễn đến từ Quyền Chợ Gạo. Anh Châu đã có lời nhắn gì khoa cố lên. Gia Huy rất là chủ động các bạn, thủ thành của đội chủ nhà. Người bạn thân của anh Tôn Quyến. Ơi, đã có lỗi rồi mấy anh em. Quả đá phạt nhanh. Anh Hải. Và xử lý hay. Nhưng mà anh Hải cũng bê hơi đuối sức các bạn. Anh Hùng. Kỹ năng phòng ngự của anh Hùng rất là tốt. Anh Hùng đã chủ động cản người trước rồi, không có cho đối thủ tiếp cận được trái bóng luôn. Quá khôn ngoan. Điều đó cũng khiến cho anh Hùng không dễ phạm lỗi với đối bạn. Anh Hùng đã cản người trước rồi mấy bạn. Đây 3-2. Cơ hội tỉnh lại. 3
đã có sự khác biệt được tạo ra tại sân Lâm Tướng thành phố Mỹ Tho các bạn ơi. Anh Thanh Nan là người ghi bàn. Một điều dành cho HTB Giòn FC. Đây là một điều mà Bình Luận Viên đã trông chờ trong hầu hết thời gian của hiệp đấu này, để giúp cho trận đấu trở lại hấp dẫn hơn các bạn. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng đến từ chân sút mã áo số 97, anh Thanh An. Anh Thanh An ghi bàn mà quay lưng xa quá, em không thấy, anh phải quay lưng qua góc máy để em mới thấy nha anh An. Anh An mặc áo số 97 mà mặc quần số 15, làm Bình Luận Viên cũng rất là bó gối. Đã có đội, không có cần vào bóng quyết liệt của anh Hùng ơi. Anh Hùng cũng đã có một động thái fair play đựng mặt của đội bạn. Anh An đây, anh Tiến truyền đi anh Tiến ơi, quá đông hậu vệ của đội bạn mà anh Tiến muốn đột phá hay chăng? HTB Young là đội bóng đã tạo ra nhiều cơ hội và các cú dứt điểm hơn so với đoàn quân của đại lý Bình Di Phú, đội bóng của ông bầu Di Phú cùng với anh Hùng Chợ Lớn nha các bạn. Tuy nhiên thì hiệu suất của đội chủ nhà là tốt hơn. Đội chủ nhà không cần đánh đâu, không vào. Một tình huống bật rất là cao nhưng có lẽ là cái đầu chỉ khẽ liếm mép của trái bóng thôi. Chứ nếu trúng tâm thì có lẽ sẽ là bàn thắng dành cho anh Tiến. Chuyển xuống số 8, anh Tiến cũng có một chiều cao rất là tốt. Vừa rồi anh Tiến đã bật cao hẳn hơn hẳn so với phần còn lại. Chuyền xà đi mấy anh em phía Di Phú ơi, nãy giờ mấy anh em chuyền bóng đâu có bắt được đâu. Chuyền gần đi, mình chuyền nhỏ nhỏ được rồi. Xin cảm ơn anh Trần Văn Sử nha. Xin chào anh Lê Minh Hạo. Lâm Trường đã có lời nhắn là Gia Huy bị ghi bàn rồi, ha ha. Vâng, mấy bạn của anh Gia Huy phải nói là chí cốt không? Chí cốt là người chịu mốt. Sẽ là một quả ném biên. Anh Tiến, cơ hội anh Hải. Anh Hải đá trái banh là thấy không có miếng lực rồi mấy bạn. Tỷ số đang là 1-1, cuộc chạm trán trong khuôn khổ giải bóng đá kết nối đam mê năm 2023. Trận đấu đang được ghi hình trực tiếp trên tại sân bóng Lâm Tuấn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và được phát trên nền tảng truyền thông thể thao Facebook Gon Media. Hàng phòng ngự của đội chủ nhà đang quản lý rất là tốt, chủ động đánh chặn ngay từ khu vực giữa sân các bạn. Các cầu thủ đã phía đội chủ nhà đã chủ động mà đánh chặn ngay từ giữa sân. Đã có những lời nhắn nhủ dành cho chị quản lý Linh xinh đẹp. Không vào. Chị Linh chưa có nghe nhưng mà sẽ đem 5 chai nước suối ra cho anh. Xin cảm ơn anh Lâm Trường. Anh Lâm Trường bây giờ thả kênh ha ha nè anh Gia Huy. Gia Huy có mấy người bạn thật là chơi thật là tốt luôn. Vẫn còn Duy Anh. Duy Anh đang là một trong những mắt xích quan trọng nơi khu vực giữa sân, xương sống của đội chủ nhà đại lý Bia Di Phú. Và anh Duy Anh cũng đã mang về bàn thắng mở tỷ số với một pha dứt điểm bằng chân phải rất là căng, hạ gục đội thủ thành Minh Đạt. Tuy nhiên thì sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình thì anh Thanh An, chuyển xuống áo số 97 cũng đã tìm kiếm được bàn thắng có bàn tỷ số 1-1 trong thời gian nửa sau của trận đấu này. Anh Hùng. Anh Hùng thi đấu tư duy lắm các bạn. Mình thấy là anh Hùng không có di chuyển nhiều. Anh Hùng chỉ chủ động bắt bài thôi, đọc tình huống. Anh Lộc Lukaku. Anh Hải. Ngã đi anh Hải. Anh Hải không ngã các bạn. Anh Duy Anh. Thứ hai. Đội hình của HTB Young đã
giữ cự ly tốt hơn. Đây cơ hội, lại là anh Hùng. Anh Hùng là một trong những chốt chặn rất khó để có thể vượt qua. Phải vượt qua được anh Hùng mới tiếp cận được khung thành của anh Gia Huy nha các bạn. Nhưng mà hầu hết là anh Hùng đã xử lý vô cùng tỉnh táo, cực kỳ an toàn. Anh Lộc Lukaku. Long Ly. Anh Hải đã bỏ bóng các bạn. Ở bên ngoài sân còn có sự góp mặt của mấy anh em THFC. Vẫn còn anh Xuân Nam. Anh An. Không hề có lỗi. Anh Tiến. Cú đá lẽ ra phải là một đường chuyền đi anh ơi. Ở góc xúc hơi hẹp, nếu mà chân phải thì anh xúc nó sẽ có cơ hội thành bàn cao hơn so với chân trái. Vì anh móc qua sửa lòng bằng chân phải, cú cứa làm kỹ thuật bằng chân phải các bạn. Tuy nhiên thì bóng đã đi chặt so với cột dọc trong gang tấc thôi. Đến từ anh Duy Anh. Anh An. Một tình huống phá bóng dứt khoát của rapper Long Ly. Xin cảm ơn anh Văn Sử nha. Anh Văn Sử cùng với anh Minh Hạo là ghi là ra sao trái đó là sao, mình không, bình luận viên không có hiểu mấy bạn ơi. Ra sao trái đó. Vẫn còn anh Lộc Lukaku. Anh Lộc ơi, có bia rồi mấy bạn ơi. Anh Lộc sẽ giúp cho đội chủ nhà vươn lên trong những giây phút cuối của hiệp đấu này cùng với một thùng bia. Hàng phòng ngự HTB John đã mãi mê dắt cao tìm kiếm bàn thắng nên đã không kịp thời lùi về trong pha phòng ngự vừa rồi các bạn. Quá đáng tiếc cho HTB John. Anh Hải đảo chân, anh Hải. Nhưng mà lại... Vâng, vậy là thầy Phương đã cho hiệp đấu thứ nhất được kết thúc. Tỷ số đang là 2-1 nghiêng về đoàn quân của anh Hùng Chợ Lớn. Xin hẹn gặp lại các bạn vào hiệp 2.
chúng ta cùng quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai, màn chạm trán trong khuôn giải đấu kết nối đam mê năm 2023. Vòng đấu này với sự góp mặt của đoàn quân, với sự dẫn dắt của ông bầu đại lý Bia Di Phú cùng với đội trưởng Anh Hùng Chợ Lớn. Đối thủ của Anh Hùng ở trong trận đấu này đó là HTB Giòn FC, đội bóng của anh Minh Đạt cùng với anh Linh Nguyễn các bạn, và anh Khánh An. Hai đội bóng đang bất phân cao thấp ở trong hiệp đấu vừa rồi với tỷ số là 1-1. À xin lỗi, 2-1 các bạn. À, xin lỗi mấy anh em nha. Vâng, đó là thùng bia của anh Lộc Lukaku mà bình luận viên chưa kịp thời cập nhật. Xin cảm ơn, xin lỗi mấy anh em rất là nhiều. Tỷ số đang là 2-1 nghiêng về đội chủ nhà. Cú dứt điểm đầu tiên, cú đá tiếp theo, người vừa có pha chạm bóng cuối cùng là anh Phát Ngáo. Vâng, không biết ai ghi tên cho anh Phát vậy anh Phát. Trước đó là pha dứt điểm của anh Cu Sệ, một pha phá bóng an toàn đến từ anh hậu Tony. Bước sang hiệp đấu thứ hai thì tổ đấu khác của đội chủ nhà đã được tung vào sân các bạn. So với tổ đấu của anh Lộc Lukaku, anh Minh Hải, bé Học Lưu, anh Thiện cùng với anh Hùng và anh Khánh An. Hiệp 2 đã có sự góp mặt của anh Hoàng Long. Chưa được các bạn, bóng đã trúng vào một chiếc áo đỏ đội hướng. Trong hiệp đấu thứ nhất vừa rồi thì thế trận đã diễn ra tương đối cân bằng. Đã có lỗi ném biên các bạn. Bây giờ chỉ còn một mình anh Duy Anh vẫn còn đang thi đấu trong sân. Duy Anh đã thi đấu xuyên suốt từ đấu thứ nhất cho tới bây giờ. Và phá bóng an toàn đến từ chuyền sút vào phòng nhỏ. Gia Huy. Anh Lâm Trường đã có lời nhắn. Anh Lâm Trường đến từ trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo Mỹ Tho. Nào khi nào Gia Huy nó bị ghi bàn anh la lớn lên nha anh. Vâng. Xin cảm ơn Lâm Trường. Xin chào anh Nam Đen, người đặc biệt của chị Nhã Uyên. Xin chào anh Trọng Nguyễn nha. Anh Lâm Trường lại có lời nhắn là tí nữa Gia Huy phản lưới quê là đẹp. Gia Huy, nhưng mà có lẽ anh Gia Huy sẽ không mắc sai lầm đâu mấy anh em. Bình luận viên nhận thấy là thủ môn này rất là dày dặn kinh nghiệm luôn. Làm gì đây? Cú đá bằng chân phải khá căng, anh Minh Đạt đã phải trổ tài lần thứ hai trong những phút đầu của đấu này. Phản công dành cho HTB John. Cú đá chưa đủ độ khó để chiến thắng được anh Gia Huy rồi các bạn. Anh Gia Huy đã đổ người trước khi mà bóng đến được cầu môn. Một phản xạ. Vâng, một pha ngã rất là đẹp. Mặc dù bình luận viên nhận thấy là tác động không có đủ lực để mà anh ngã như vậy. Có lẽ đây là người anh em thân thiết với nghệ sĩ Neymar. Vẫn còn. Anh An. Phải thế. Giờ bóng từ từ thôi mấy anh em. Chân cẳng quan trọng lắm mấy anh em ơi. Ở nhà người thân mà coi mấy anh em đá là thấy mấy anh em bị đau là không yên tâm đâu nha mấy anh em. Anh Tôn Quyền đã tiếp tục có lời nhắn. Gia Huy chụp nãy giờ tượng cái tượng của thủ khoa Huân không chứ. Cảm ơn anh Tôn Quyền. Anh Đạt, mặc dù bị mấy người bạn nãy giờ cho rất là nhiều nhưng mà anh Gia Huy không hề mất tập trung các bạn. Và tiếp bước một chưa tốt. Anh Hắn. Đã
đã có lỗi rồi các bạn ơi. Đá từ từ thôi Mai Nam. Sẽ là một quả đá phạt nhanh. Cách biệt chỉ ra là một bàn thôi. Đây không phải là lần đầu tiên mà HTB Giòn bị đối thủ dẫn trước. Ở trong hiệp đấu thứ nhất thì anh Duy Anh chính là người đã khai thông thế bế tắc với một cú dứt điểm bằng chân phải của mình. Đường chuyển tiếp theo hay mạnh, một pha áp sát đến từ anh Hậu Tony. Anh Hậu đã có hai pha cản phá rất là hay ở trong hiệp đấu thứ hai. Anh Hậu. Anh Đạt. Duy Anh xử lý tốt. HTB Giòn đang chủ động kiểm soát bóng trở lại các bạn. Đã có những bài phối hợp nhỏ nhiều hơn ở trong hiệp đấu này. Anh Nam. Một pha chuyển cách chính xác của anh Nam. Tuy nhiên đường chuyền vẫn là hơi mạnh. Anh Hậu Tony. Anh Cú Sẻ. Đường chuyền cuối cùng của anh Sẻ đã mạnh hơn so với đà di chuyển của người đồng đội bên lan cánh trái. Nếu như đường chuyền nhẹ một tí nữa, có lẽ sẽ là cơ hội đối mặt khung thành của đoàn quân phía đội chủ nhà. Hồi nãy giờ anh còn Gia Lạp chưa vào sân nha mấy bạn. Xin lỗi, anh còn Gia Lạp áo số 15. Cảm ơn mấy anh em HTB Giòn. Không được, một đường chuyền sai địa chỉ. Cơ hội dành cho HTB Giòn. Anh Linh. Vẫn cú dứt điểm vẫn chưa đủ độ sát thương các bạn. Mấy anh em phải dứt điểm khó hơn nữa thì mới có mong được anh Gia Huy chỗ tài chứ. Khán giả ở bên HTB ở bên đại lý BG Phú, đặc biệt là những người bạn anh Tôn Quyền cùng với anh Lâm Trường là rất mong anh Gia Huy phải phạm sai lầm. Không vào. Cú dứt điểm của anh Duy Anh rất là nguy hiểm luôn các bạn. Xin chào anh Nguyễn Tuấn Kiệt. Xin chào anh Công Thành. Đây là trận đấu giao hữu thôi anh Tuấn Kiệt, không phải đá giải. Mình nói bình luận cho nó hài hài, nó vui là cho mấy anh em thoải mái, đâu có gì quyết liệt đâu anh Tuấn Kiệt. Xin chào anh Lâm Trường. Anh Công Thành cũng có lời khen là cu sệ đá hay lắm. Đây. Và một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt bằng chân trái của anh Phát Ngáo các bạn. Hôm nay anh Phát đã tỉnh trở lại rồi. Bàn thắng này sẽ nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn. Tỷ số sẽ được nâng lên thành 3-1 cho đoàn quân của ông bầu đại lý bia Di Phú. Và dứt điểm quá khó bằng chân trái đến từ anh Phát Ngáo các bạn. Mấy anh em ở bên HTB Giòn cũng không tin rằng anh Phát có thể tung ra một pha dứt điểm như vậy. Anh Đạt với một chiều cao lý tưởng của mình thì anh Đạt không hề bị mất lợi thế, nhưng tình huống bóng bổng. Anh Hoàng Long. Anh Hoàng Long đã để bị mất bóng rồi. Xin cảm ơn anh Công Thành. Anh Công Thành đã có lời nhắn. Anh ăn gòm đâu rồi ta. Quả đá biên nhanh dành cho các cầu thủ đến từ đội chủ nhà. Đội bóng vào trong. Văn Tiền Hậu lưu cái cu bây giờ xuất hiện nữa.
Anh Long Lukaku. Đội hình của đại lý Bùi Diệu Phú đã có hai cầu thủ, anh Long Lukaku và anh Long Lukaku. Đây cơ hội, anh Hậu Tony vào. Đại lý Bùi Diệu Phú ghi toàn là những bàn thắng đẹp thôi các bạn ơi. Anh Hậu Tony vừa ghi bàn. Một cú sửa, cú đá tiếp theo vẫn là hơi mạnh các bạn. HTB John đã tạo ra không biết bao nhiêu cơ hội. Nếu mà thống kê thì có lẽ là nhiều cú dứt điểm hơn so với đội chủ nha. Tuy nhiên thì các cú dứt điểm vào trong khung thành là quá hiếm hoi. Đây, xin cảm ơn anh Nguyễn Hiếu. Tình huống phá bóng dứt khoát đến từ hậu vệ của đội chủ nhà. Anh Nguyễn Hiếu đã có lời nhắn nói ra quê mẹ đó kiếm nãy giờ, kêu nó về. Xin chào anh Thà Celo. Anh Thà đã có lời nhắn là hay lắm mà Hậu Tony. Cảm ơn mấy anh em Mỹ Thò rất là nhiều nha. Đây, anh Hậu Tony. 3-1, anh Long Lukaku. Lại là một tình huống chuyển quá bàn thắng và cơ hội nữa. Anh Long đã có đủ thời gian để nắng nót mà anh cũng canh kỹ lắm mà anh lại đá vô đúng vào vị trí của anh Đạt các bạn. Hàng tấn công của Di Phú, đại lý bè của chúng ta nếu như tận dụng tốt hơn các cơ hội có lẽ là bàn thắng không dừng ở lại con số 4. Đặc biệt là anh Minh Hải cũng đã bỏ qua không ít cơ hội trong hiệp đấu vừa rồi. Anh Duy Anh. Sau khi anh Hùng cùng với anh Thiện rời sân thì anh Duy Anh đang có xu hướng phòng ngự nhiều hơn. Phản công dành cho HTB John. Khá nguy hiểm. Anh Gia Huy đã phải băng ra phá bóng chiều qua đá phần góc. Bên là cánh trái dành cho HTB John FC. Đây là trận đấu được đang ghi hình trực tiếp tại sân bóng Lâm Tuấn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Màn chạm trán trong khuôn khổ bóng đá kết nối đam mê năm 2023 với sự góp mặt của đại lý Bùi Diệu Phú FC cùng với HTB John Football Club. Tỷ số đang là 4-1 nghiêng về đoàn quân áo trắng hồng. Duy Anh. Vẫn là anh Duy Anh. Anh Duy Anh không những có kỹ thuật tốt mà cầu thủ này còn rất là khỏe các bạn. Anh Hậu. Anh Hậu sai lầm. Vào. Khoa em sẽ là người thắp lại tia hy vọng cho đoàn quân HTB John trong những phút còn lại của hiệp đấu này. Tỷ số đã được rút ngắn còn 2-4. Anh Tuấn Anh Lukaku đã được trở lại sân. Thì đấu sùng lên mấy anh HTB ơi. Duy Anh. Khoa em. Anh Nam. Anh Khoa em đã bị sự đè bám quá sát sao bởi các chân sút của đối thủ.
anh Thà Celo đã có lời nhắn là anh em HTB cố lên. Tuy không góp mặt trực tiếp cổ vũ tại sân Long Tuấn nhưng mà khán giả cũng như là người thân của hai đội bóng vẫn đang theo dõi sát từng bước chân và có những lời nhắn nhủ cổ vũ tinh thần cho hai đội bóng các bạn. Đây là một điều vô cùng cần thiết. Bóng đá thì không thể nào thiếu cổ động viên được các bạn. Tổ đấu chủ chốt của đội chủ nhà sẽ được trở lại sân. Người được vào sân đầu tiên sẽ là anh Hùng Chợ Lớn. Sau nhiều năm đối đầu cùng với Tài Nhất ở Sài Gòn thì bây giờ anh Hùng đã về đầu quân cho đoàn quân thành phố Mỹ Tho các bạn. Quê của anh Hùng Chợ Lớn là Mỹ Tho, Tiền Giang nha mấy anh em. Đây anh Hậu. Không được. Anh Nam. Đường truyền của anh Nam đã hơi sửa lưng của Khoa em. Một quả ném biên gây khó khăn cho người đồng đội. Đến từ anh Hậu Tony. Anh Hậu Tony ngày hôm nay cũng thi đấu rất là hay. Đã trong hiệp đấu thứ hai. Anh Nam. Anh Sĩ. Anh Hậu. Không phải anh Hậu các bạn, đó là anh Tuấn Anh Lukaku. Anh Cô Sệ, anh Sệ. Khá nguy hiểm các bạn ơi. Người đặc biệt có anh Sệ đang theo dõi, anh Sệ thi đấu bên ngoài sân các bạn. Nhưng mà chỉ giấu tên các bạn, chỉ ngồi cũng vị trí rất là gần với bình luận viên. Duy Anh, anh sẽ đang là một trong những điểm sáng phía đội hình của đại lý Bia Chi Phú. Hầu hết các chân sút đội chủ nhà đang phòng ngự bên phía phần sân của đội chủ nhà, không có dấu hiệu dâng cao nhiều so với hiệp đấu vừa rồi. Xin cảm ơn anh Nguyễn Phong. Anh Nguyễn Phong đã có lời nhắn là thủ môn Đặt Gấu cố lên, hi hi. Xin cảm ơn Đặng Nhật Hào. Anh Đặng Nhật Hào đã có lời nhắn là Minh Đạt cố lên, em Tiền Baby đang đợi mình nè. Bình tĩnh lại HTB. Anh Nam. Số 3 tên gì anh Linh? Anh Linh. Số 3 bên mình đó anh. Xin cảm ơn hai anh em cổ động viên của Mỹ Tho. Anh Đô các bạn, hồi nãy cầu thủ mang áo số 3 có biệt danh là Anh Đô. Anh Đô báo, anh Đô báo cũng đã làm cho mẹ buồn rất là nhiều. Gia Huy. Anh Đầu Báo có tên thật là tên Tuấn nha các bạn. Xin cảm ơn mấy anh em của thành phố Mỹ Tho đã cung cấp thông tin kịp thời cho bình luận viên. Vẫn còn pha chạy chấm hợp lệ. Anh Tuấn Anh. Không được. Phản công dành cho HTB. Chuyền đi anh. Vẫn là đoàn quân áo đỏ. Một đường chuyền đi vào giữa vị trí hai chiếc áo đỏ luôn các bạn ơi. Quá đáng tiếc. Anh Long Lukaku đã được cho ra nghỉ. Chút chặn chắc chắn anh Minh Thiện sẽ được trở lại sân. Sự trở lại của hai chút chặn Hùng Chợ Lớn và Minh Thiện. Duy Anh. Anh Hậu. Một pha bóng bóng kỹ thuật của anh Hậu. Bây giờ thì tổ đấu chủ chốt của đội chủ nhà đã được trả lại sân. Đội hình của đại lý Bia Chi Phú đã dần cao hơn so với thời gian đầu của hiệp đấu thứ hai. Cơ hội. Anh Hùng. Bình Lê Duy nhận thấy là anh Hùng ngày hôm nay thi đấu không có tốn sức nhiều mấy bạn. Cầu thủ này không có cần di chuyển nhiều.
anh Hùng mới theo người chứ không có theo bóng. Một quyết định rất là sáng suốt, đặc biệt là vị trí nơi hàng phòng ngự. Không vào. Phải như vậy đó mấy anh em, HTB Zone mấy anh em phải đá mạnh như vậy mới có thể chiến thắng được chứ. Mấy anh em đá xèo xèo, bình luận viên cũng bình luận xèo theo mấy anh em luôn. Không được. Đoàn quân của đại lý BG Phú là một đối thủ cứng cựa chứ không phải là mềm đó mấy anh em. Xin cảm ơn chị Diễm Hằng, người đặc biệt của anh Hậu Tony, đã có lời nhắn là Hậu Tony cố lên. Xin cảm ơn chị Diễm Hằng, bà xã của anh Hậu nha các bạn. Quảng Nam Biên nhanh, đến từ anh Hậu. Không được. Bỏ bóng đi ra khỏi sân. Anh Đạt Gấu. Cú đá tiếng hai vào. Vị thần may mắn đã mỉm cười với HTB Zone khi bóng đã trúng vào một trung vệ đổi hướng các bạn. Anh Đô Báo là người ghi bàn. Không phải trúng vào hậu vệ mà trúng vào người đồng đội các bạn. Vô tình lụm được bí kíp luôn mấy anh em ơi. Cách biệt chỉ còn một bàn thôi. Tỷ số đã được rút ngắn còn 3-4. Nguyễn Khả Hay đi bóng ra lắc léo. Tuy nhiên thì hai chiếc áo đỏ đã kịp thời bọc lót. Nếu không thì có lẽ là anh sẽ có cơ hội đối mặt cùng với khung thành của anh Đạt Gấu. Anh Đô. Và chỉ trong tích tắc thì thế trận đã xoay chuyển rồi các bạn ơi. 4 đều dành cho HTB Zone. Cú đúp dành cho anh Đô Bảo. Hôm nay anh Đô sẽ mang tin vui về cho mẹ chứ không còn đem muộn phiền về cho mẹ. À, đem về cho vợ nữa các bạn. Nguy hiểm. Bóng đã trúng vào chân của anh Gia Huy đi ra ngoài. Xin chào anh Ozora Tsubasa. Anh Tsubasa đã có lời nhắn là quá hay. Xin cảm ơn anh Vũ nhỏ nha. Xin cảm ơn anh Lâm Trường. Anh Lâm Trường đã có lời nhắn dành cho anh Gia Huy. Úi giời ơi. Gia Huy. Thật sự là không ngờ khi mà HTB Zone đang chuyển biến rất là mạnh mẽ. Mẹ em tí nữa là anh Đô Báo đã có cú hat-trick các bạn. Anh Đô đã báo đội nhà ở trận đấu trước. Tuy nhiên ở trận đấu này đã mang về tin vui. Vậy cú đúp vừa rồi. Anh Đô có tên thật là anh Tuấn nha các bạn. Chuyển xuống áo số 3. Vâng. Anh Đô là một trong những sự bổ sung cực kỳ chất lượng. Phía đoàn quân của HTB Zone trong trận đấu này. Thế trận đang trở nên cân bằng hơn. Anh Đô đã thay cho những người đồng đội phía đoàn quân áo đỏ hoàn thành tốt ở khâu dứt điểm. Đó là một vấn đề mà đội bóng của HTB Zone chưa thể giải quyết được trong hiệp đấu vừa rồi. Anh Hậu. Tinh thần thi đấu của HTB Zone đang hưng phấn hơn. Gia Huy là người cản phá. Khả năng chơi chân của anh Huy cũng rất là tốt. Anh Lâm Trường đã có lời nhắn gì mà lẽ vậy. Bóng đã đi ra khỏi sân các bạn. Sự chuyển trạng thái quá nhanh của HTB Zone đã khiến cho hàng phòng ngự của đại lý BG Phú không kịp thời chống đỡ. Hàng phòng ngự của đội chủ nhà có một thể hình rất tốt nhưng mà sẽ gặp khó khăn ở những pha bóng tốc độ.
đang có những lời phàn nàn. Khu vực giữa sân của đại lý BG Phú đã bị đánh mất rồi nha mấy anh em. Mấy anh em chạy lung tung hết rồi. Gì anh? Bình luận viên cũng không bên nào bỏ bên nào mà chỉ muốn hai bên thi đấu cân bằng thôi mới hấp dẫn được. Vẫn còn. Và điều đó đã xảy ra các bạn. HTB Giòn đã tìm kiếm được 3 bàn thắng ở trong. Lại là anh Đô Bảo. Lần này thì anh Đô đã đẩy bóng hơi xa tầm với của mình. Tốc độ của anh Đô đang gây ra không biết bao nhiêu khó dễ cho các hậu vệ của đội chủ nhà. Anh Duy Anh. Duy Anh. Anh Duy Anh truyền đi. Anh Sẽ. Anh Thiện. Anh Thiện cùng với anh Hùng đang có dấu hiệu dâng cao nhiều hơn. Khi mà đội nhà đang bị dồn ép quá nhiều. Không hề có. Không được. Đã sẽ có sự thay đổi người. Con ác chủ bài Minh Hải, bé học lưu đã được tung vào sân các bạn. Sau khi anh Hải rời sân thì đội nhà đã bị thất thế. Bây giờ anh Hải phải buộc trở lại sân các bạn. Anh Hải cũng là một trong những người anh em thân thiết của quê hương Bến Tre, đồng khởi xứ Dừa. Anh Hậu Tony. Anh Sẽ. Anh Sẽ chưa thể đi bóng vào trong. Anh Phước Bình đã có lời nhắn là cho gửi lời tới HTB Giòn số 9 An Chùa cố lên nha. Xin cảm ơn anh Phước Bình. Quả ném biên dành cho các cầu thủ đến từ đại lý BG Phú. Anh Thiện lỗi ném biên các bạn. Thành Đạt cũng đã có lời nhắn là cố lên cô Sệ. Anh Canelo đã có lời nhắn Khánh An ghi bàn. Mai tôi dắt đi cà phê. Xin cảm ơn Canelo Tấn Liêm. Anh Canelo chính là ông bầu của The Family FC. Bóng đã đi ra khỏi sân các bạn. Tỷ số đang là 4 đều. Màn chạm trán trong khổ bóng đá kết nối đam mê năm 2023. Hiệp thi đấu thứ hai của chúng ta đã trôi qua được hơn 50% thời gian thi đấu. Đoàn quân của HTB Giòn FC đã thi đấu rất là mờ nhạt trong hầu hết thời gian quý 1 vừa rồi. Và để cho các chỉ số đến từ đại lý BG Phú dẫn trước với tỷ số là 2-1. Tuy nhiên thì bước sang thời gian giữa của hiệp đấu thứ hai, đột nhiên HTB Giòn có một bộ mặt hoàn toàn khác. Và đặc biệt là sự tỏa sáng của anh Tuấn Đô Báo. Anh Tuấn Đô Báo đã mang về những bàn thắng cực kỳ quan trọng. Bàn thắng đã không những thắp lại tia hy vọng mà sang bằng tỷ số luôn các bạn. Duy Anh. Hình như là HTB Giòn đã đọc được chiến thuật thi đấu của các cầu thủ đến từ đại lý BG Phú sau hiệp đấu vừa rồi. Và đã đưa ra một biện pháp rất là hợp lý. Anh Duy Anh đã không còn nhiều khoảng trống dành cho mình. Anh Hậu Tony không vào. Hôm nay thì hai thủ môn đó là anh Đạt Gấu và anh Gia Huy đều bắt rất là hay. Tiền đạo mũi nhọn anh tiền xin lỗi tiền hậu mũi nhọn các bạn, anh Lộc Lukaku sẽ được trả lại sân. Chỉ số áo số 14 ở trận đấu thứ nhất thì anh Hậu đã chuyển quá hơn 3 bàn thắng thành cơ hội. Chỉ duy nhất những phút cuối anh Thiện. Duy nhất ở những phút cuối của hiệp đấu thứ nhất thì anh Thiện xử lý hay. Anh Thiện cùng với anh Hùng có bề ngoài hơi nặng nề nhưng mà hai cầu thủ này thi đấu thiên về kỹ thuật không à các bạn. Đây, anh Hải đã chưa thể có một pha chạm bóng. Khi mà hậu vệ của HTB Giòn đã phá bóng rất là nhanh. Xin cảm ơn chị đẹp Hồng Hạnh. Chị Hồng Hạnh đã có lời nhắn là anh Sẽ đẹp trai lắm. Vâng. Chị Hồng Hạnh không khen đá hay mà khen đẹp trai là sao? Xin cảm ơn chị nói. Cũng xin là cảm ơn chị Hạnh, người đặc biệt của anh Sẽ đã có vũ từ đầu trận cho tới bây giờ. Cơ hội dành cho HTB Giòn. Anh Hậu.
chiền sớm đi anh Hậu cho nó bớt tốn lực. Không phải anh Hậu mà Tấn Anh các bạn. Không vào, HTB Giòn đang thi đấu rất là khó chịu luôn các bạn ơi. Bình luận viên cứ ngỡ rằng trên hình ảnh chúng ta đó là anh Hoàng Long. Anh Hoàng Long cũng không khác gì anh Hậu Lukaku đâu các bạn. Anh Minh Hải. Những cái anh tay đắc lực của ông bầu Di Phú, đại lý bia, thành phố Mỹ Tho. Vào góc bên là cánh trái dành cho đội chủ nhà. Chiều cao quá tốt cũng như là thể hình tuyệt vời của anh Đạt Gấu đã giúp cho hàng phòng ngự HTB Giòn cản phá và hóa giải đi hầu hết những tình huống tấn công, đặc biệt là các pha bóng bổng nha các bạn. Anh Lộc Lukaku, anh Hải, bé Học Lu. Cú đá bằng chân phải của anh Hải. Anh Hải thận hai chân nên rất là khó bắt bài được anh Hải nha mấy bạn. Nỗ lực dứt điểm vừa rồi của cầu thủ mang áo số 23 sẽ mang về quả một góc bên là cánh phải. Duy Anh. Anh Duy Anh muốn đưa bóng vào trong, tuy nhiên quá đông hậu vệ áo đỏ. Anh Lộc Lukaku. Anh Lộc rất là nhanh. Tấn Anh. Hầu hết các chỉ xúc của phía áo đỏ đã lùi về. Anh Hẹn chỉ để lại một mình anh Tiến ở trên phần khu vực giữa sân. Không hề có lỗi. Anh Tiến. Bóng đã chạm tay của anh Tiến rồi các bạn. À xin lỗi, đó là anh Khánh An. Anh Khánh An là tiền đạo mũi nhọn của HTB Giòn ở trong trận đấu này. Cú đánh đầu. Và chạm bóng của anh Sệ. Hôm nay anh Sệ cũng đã thi đấu rất là năng nổ kể từ hiệp đấu thứ hai cho tới bây giờ. Phản công. Anh Hùng lại là người can thiệp các bạn. Anh Sệ. Anh Hải. Cự ly đội hình HTB Giòn đã được giữ tốt hơn, không để lộ ra nhiều khoảng trống. Anh Thiện. Anh Thiện. Gì anh? Chưa thể dứt điểm. Không được. Và không vào. Đội hình của đại lý Bi Di Phú là thi đấu tấu hài nhiều hơn. Anh rapper Long Ly sẽ được trở lại sân. Anh Long Ly ngày hôm nay cũng có được sự cổ vũ của bà xã và người con yêu dấu của mình. Anh Nguyễn Phong đã có lời nhắn. Anh Ba Đạt Gấu cố lên. Xin cảm ơn anh Nguyễn Phong. Anh Lộc Lukaku. Anh Sệ. Không hề dễ dàng cho các chân sút đến từ hàng công của đội chủ nhà trong đấu thứ hai. Cự ly đội hình của HTB Giòn đang được giữ cực kỳ tốt các bạn. Mỗi khi mất bóng thì lập tức từ 4 đến 5 chiếu đỏ đã lùi về phần sân nhà. Anh Hải. Vẫn chưa được. Duy Anh. Mấy anh em đại lý Bia Giê Phú phải cẩn trọng nha. Nếu mà dàn quá cao sẽ là con dao hai lưỡi nha mấy anh em. Khả năng phản công của HTB Giòn là cực kỳ sắc bén. Đặc biệt là anh Khánh An đang ở trên hàng công. Anh Khoa Em. Đường truyền chưa tới được vị trí của anh An. Khu vực giữa sân đang là điểm nóng. Anh Lộc. Đã có lỗi rồi mấy anh em ơi. Tỷ số đang cân bằng, đâu có gì quyết liệt quá mấy anh em. Một cú đá thẳng đến từ Duy Anh.
Sau khi có được bàn thắng mang tỷ số thì anh Di Anh đang chủ động kiến tạo cho những người đồng đội nhiều hơn. Cầu thủ mang áo số 3 chỉ thực hiện hầu hết những đường chuyền. Anh An. Hai chiếc áo trắng đã vây quanh Anh An, ba chiếc áo trắng luôn các bạn. Lọc Lukaku. Anh Long Ly. Không được, đường chuyền hơi nhẹ. Vẫn còn pha tranh chấp 5-5. Anh Hải. Rất hay, động tác giả của anh Hải. Nhưng mà cú đá là quá nhẹ các bạn. Nếu như mà mấy anh em xem lại ở trong trận đấu này, anh Hải tung ra khá nhiều các cú dứt điểm nhưng mà lực sút là không có. Anh Hải đã hao hụt quá nhiều cho thế lực cho mấy anh em, cho mấy em Miner. Gia Huy mất hai nhịp thì anh Huy cũng đã ôm gọn được trái bóng. Anh Long Ly. Anh Sẽ quan sát đây mấy anh em hát, mấy anh em mà đại lý Bình Dị Phú. Duy Anh. Bây giờ thì HTB Giòn đã chủ động nhường lại thế trận khi mà tỷ số đang cân bằng. HTB Giòn chỉ chờ đợi phản công thôi các bạn. Một quyết định cũng khá chính xác. Khi mà thế lực của HTB Giòn sẽ không thể đảm bảo. Tổ đấu của đội quần áo đỏ không có nhiều sự thay đổi người so với hai tổ đấu riêng biệt đến từ đội chủ nhà. Cú đá của anh Long Ly. Phản công. À, Khánh Đăng ở bên trong nè. Anh Long Ly đã cứ bóng trở lại. Một pha xử lý tỉnh táo của cầu thủ mang áo số 12. Gia Huy. Những đường chuyền bằng chân của anh Gia Huy phải nói là rất chính xác. Duy Anh. Duy Anh đã thi đấu xuyên suốt từ hai hiệp đấu cho tới bây giờ nhưng mà thế lực của cầu thủ này không hề có dấu hiệu bị giảm sút các bạn. Anh Hải. Đường chuyền dành cho anh Xuân Nam. Đội hình của HTB Giòn Bình Lợi Duy nhận thấy là chỉ có một cầu thủ thay ngỡ người thôi các bạn. Còn lại phải căng sức ra thi đấu. Phải nói là cũng rất là kiên cường. Hèn gì trong hiệp đấu thứ nhất mấy anh em là không có bung sức ra, chỉ thi đấu cầm chừng thôi. Và anh sẽ có một phần quà vô cùng ý nghĩa dành cho cổ động viên đặc biệt chị Hạnh ở bên ngoài sân. Chúng ta cùng xem lại siêu phẩm. Và dứt điểm chéo góc quá khó dành cho anh Đạt Gấu cũng đã đổ hết người nhưng mà vẫn chưa thể chạm tay vào được bóng các bạn. Và dứt điểm quá hay. Trước đó thì anh Sệ cũng đã thi đấu rất là xông xáo, di chuyển liên tục tranh chấp bóng với các cầu thủ áo đỏ. Và ông trời không phụ lòng những người có công đâu các bạn. Anh Hải. Pha xử lý hay. Không được. Anh Đạt Gấu vẫn đang có một phong độ cực kỳ ổn định. Tuy nhiên anh Đạt đã nhận lấy những bàn thua là quá khó. Các cú dứt điểm đều hướng đến góc xa. Cầu môn khung thành của thủ môn phía đội khách. Duy Anh. Anh Hải. Anh Hải nên có một đường chuyền một nhịp thì sẽ hợp lý hơn anh Hải. Người đồng đội đang đứng chờ anh Hải bên trong kìa. Anh Hải đã muốn khống chế lại một nhịp rồi mới xử lý. Long Ly. Anh Hải. Đường chuyền vào trong. Cú dứt điểm đến từ cầu thủ mang áo số 31 anh Tuấn Anh. Anh Sệ. Chuyền đi anh Sệ ơi. Phản công dành cho HTB. Một pha đẩy bóng vẫn là hơi dài. Không có gì phải vội vã hết HTB Giòn. Tỉnh lại mấy anh em. Cách biệt chỉ là một bàn thôi mà. Đã có lúc HTB Giòn. Anh Hùng.
Anh Hùng Chợ Lớn đã có lúc hắt tới bài giòn để cho đối thủ dẫn trước với cách biệt 2-3 bàn luôn các bạn. Anh Long. Vẫn còn. Anh Hùng dứt điểm đi anh Hùng. Thật sự hiếm hoi khi được trông thấy một trong những cầu thủ trụ cột của đại lý BG Phú dứt điểm các bạn. Thời gian thi đấu chính thức cũng không còn nhiều. Tuy HTB John đang bị dẫn trước nhưng mà những gì mà các cầu chân sút áo đỏ đã thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường. Đội hình của HTB John không có nhiều sự thay đổi người, chỉ có một cầu thủ ở bên ngoài sân thôi các bạn. Nhưng cũng đã có một thế trận khiến cho đại lý BG Phú phải vất vả trong hiệp đấu thứ hai. Anh Hải đã có lỗi, một pha phạm lỗi chiến thực của anh Hùng. Nếu như mà để tình huống bóng vừa rồi diễn ra thì có lẽ là sẽ là bàn thắng có bàn tỷ số. Anh An, anh Sệ, anh An, anh Hùng đã lùi về rất là nhanh. Anh An, Lộc Lukaku, tốc độ của Lộc Lukaku ngoặt bóng hay. Anh Sệ, anh Lộc, anh Hải. Anh Hải dứt điểm góc hẹp rồi anh Hải ơi. Xin cảm ơn anh Thành Đạt. Anh Thành Đạt đã có lời nhắn là hay hay quá Sệ. Xin chào Lâm Trường đã có lời hang là mấy anh đó hay lắm dữ nha. Anh Kha Lukaku đã có lời nhắn là Khánh An ghi bàn mai em dẫn đi gọi đầu. Gọi đầu không? Xin cảm ơn anh. Dì anh. Vâng, vậy là thầy Thế Phương đã thôi đầu còi kết thúc thời gian thi đấu chính thức của hai hiệp đấu. HTB John đã chiến đấu kiên cường và chỉ để nhận thất bại xích sao và là tỷ số 5-4 trước đội chủ nhà đại lý BG Phú. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những đấu tiếp theo.